phạm. Theo em, sau khi OpenManage giá Pi sẽ như thế nào khi mà nhiều pioneer muốn xả Pi? Ok, em sẽ phân tích về cái việc mà xả Pi này. Chúng ta phải hiểu về cái cơ chế xả Pi và cái cụm từ xả Pi. Thì mọi người sẽ thấy cái từ xả Pi nó không quá nghiêm trọng và nó không phải là cứ xả là sẽ tác động thị trường. Bây giờ, trong bất kỳ một thị trường nào cũng đều có xả Pi là thứ nhất và đều có cá mập là thứ hai. Và mọi người hay liên tưởng đến cái trường hợp nếu như Pi bị xả hoặc một đồng coin bị xả hoặc là có nhiều cá mập thì có thể thao túng thị trường và có thể làm ảnh hưởng thị trường. Tuy nhiên, nó không phải như vậy đâu. Xả Pi là tình trạng mà một người hoặc một nhóm người đưa một lượng lớn Pi vào một thị trường. Và cái tác động của việc mà khi đưa một lượng lớn coin vào thị trường, nó sẽ làm pha loãng thị trường, gia tăng cái lạm phát, giảm cái chế độ khan hiếm đi, và từ đó nó giảm giá trị và giá ha, thường là như vậy. Tuy nhiên á, không phải khi nào cứ bỏ Pi thật nhiều vào thì nó sẽ làm pha loãng thị trường. Với những cái trường hợp mà pha loãng thị trường mà hiện tại mà chúng ta nhìn thấy được, thì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được những thằng như là Bitcoin thì nó sẽ dễ bị tác động, bởi vì cái số cá mập sở hữu cái Bitcoin nó rất nhiều. Cho nên khi mà người ta xả Bitcoin thì nó sẽ tác động thị trường. Tại Bitcoin rất khác với Pi. Bitcoin chỉ có 21 triệu coin, hiện tại là có 19 triệu lưu hành. Còn Pi trong thời điểm này chưa open mainnet nhưng đã có đến hơn 700 triệu coin được lưu hành. Cho nên số lượng coin của Bitcoin quá nhiều. Mà càng nhiều như vậy thì càng khó pha loãng. Bạn chỉ cần tưởng tượng nó đơn giản như là cái việc nếu như bạn bỏ một muỗng muối vào một cái ly nước thì nó có thể làm mặn ly nước đó. Có nghĩa là cái muỗng muối này nó có thể tác động được đến cái môi trường của nước, làm cái nước ở trong cái ly này nó có thể bị mặn. Nhưng nếu như cái này không còn là một ly nước nữa mà đây là một cái hồ, thì khi bạn bỏ một cái muỗng muối vào một cái hồ thì nó không có tác động được đến cái hồ đó. Thì đó chính là cái câu chuyện của Pi đó. Pi là một cái hồ rất là rộng bởi vì rất là nhiều Bitcoin đó. Cho nên khi mà đổ cái muối này vào hoặc là xả Pi vào thì cái lượng Pi này chả thấm là đâu so với tổng cung lưu hành của Pi. Cho nên nó không thể tác động được đến thị trường đó. Mọi người phải hiểu nguyên tắc và cái cơ chế xả. Không phải cứ xả Pi là nó sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường, nó còn phụ thuộc vào cái thị trường nó như thế nào đó. Và ngoài ra thì ở Bitcoin á, thì nó mang theo cái cơ chế gọi là hold coin, một loại theo kiểu là vàng kim cương mang giá trị cao. Cho nên khi mà một cá mập á, người ta mua hoặc là bán Bitcoin nhiều á, mua hàng chục triệu đô la đến hoặc là xả hàng chục triệu đô la Bitcoin á, thì với cái việc mà Bitcoin nó thường ở trong một cái tình trạng là cái khối lượng giao dịch nó bình thường rất là nhỏ, nó không xảy ra những cái lượng giao dịch lớn như vậy cùng với lượng tổng cung thấp. Khi mà có một cái lượng giao dịch lớn nó sẽ bị chú ý, nó sẽ bị chú ý ngay. Bị chú ý ở đây có nghĩa là nó sẽ bị báo chí này đưa tin, và thường mà báo chí đưa tin á thì nó sẽ làm ảnh hưởng, vì báo chí chính là cánh truyền thông mà. Các bạn có nhớ những cái vụ như là meme coin á, meme coin á, thì thường á nó sẽ bị FOMO bởi gì? Bởi báo chí và truyền thông. Có nghĩa là nếu như không ai nhắc đến đồng coin thì chả ai biết cả, nhưng có phải là khi càng nhiều người nhắc đến, và cụ thể ở đây báo chí truyền thông, thì nó sẽ càng làm FOMO cái điều đó, đúng không? Thì cái việc mà xả một đồng như Bitcoin, một lượng lớn Bitcoin vào thị trường ấy, thì nó cũng giống như cái hiệu ứng FOMO vậy. Rất nhiều báo chí truyền thông sẽ đăng tin, và điều đó nó sẽ làm tác động đến giá của Bitcoin chung. Đó là cái cơ chế mà nó sẽ làm ảnh hưởng giá thị trường. Và nó thật thì những cá mập mà đã chơi Bitcoin lâu năm rồi thì họ biết luôn cái công thức này rồi, và cứ lặp đi lặp lại, họ hiểu cái tâm lý của thị trường. Cho nên kiểu gì đi chăng nữa, cái người mà càng ít Bitcoin và càng ít hiểu về thị trường này, ít già cáo á, những người mới thì sẽ càng dễ bị mất tiền. Còn những người mà ta đã có nhiều Bitcoin không bao giờ người ta bị mất tiền cả. Bạn cáo càng nhiều Bitcoin và bạn tham gia vào thị trường Bitcoin nhiều rồi thì các bạn hiểu rõ cái cơ chế thị trường. Người ta thật ra nha, người ta có quá nhiều Bitcoin, cho nên á, như mình nói, có càng nhiều coin thì có càng nhiều cơ hội. Có nghĩa là người ta thua, nếu người ta thua nó chỉ là muối bỏ bể thôi, người ta cũng rất nhiều. Chứ mình mới kêu á, những ai mà sở hữu nhiều Pi thì các bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để các bạn có thể chiến thắng trong thị trường. Các bạn có thể có nhiều cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn là vì vậy đó. Bởi vì các bạn đâu phải giống như những người ít, những người ít mới thiệt nha, những người ít Bitcoin hoặc ít Bitcoin thì các bạn có rất ít cơ hội để mà thử bán, mua hoặc trao đổi. Vì có lỡ mà các bạn thua thì các bạn không còn coin. Nhưng những người có nhiều thì người ta sẽ dễ có cơ hội chiến thắng. Cho nên người ta hay có câu là người giàu thì ngày càng giàu lên á, nhưng mà người nghèo đôi khi lại ngày càng nghèo hơn ấy. Nó là như vậy đó, bởi vì người giàu người ta có nhiều cơ hội để người ta thử.
Đó, cho đây mình phân tích kỹ như vậy để mọi người hiểu cái cơ chế gọi là xả API á, chứ không phải cứ xả là sẽ tác động đến thị trường nha. Nhưng chắc chắn ở thị trường nào nó cũng sẽ có xả và cũng có cá mập. Tuy nhiên á, cá mập ở đây á, nó mang theo cái nghĩa là sở hữu nhiều cái cổ phiếu, nhiều cái coin của cái thị trường đó, chứ chưa tắt chắc cứ cá mập là nó sẽ ảnh hưởng thị trường. Trước đến giờ nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng như Bitcoin á, là cứ là cá mập của Bitcoin sẽ làm ảnh hưởng thị trường này, rồi cứ tổng cung ít thì nó sẽ tạo khan hiếm và giá cao. Tuy nhiên đâu phải như vậy. Các bạn thấy như thằng Omega sau khi nó open mainnet ra thì cái tốc độ khai thác của Omega bây giờ nó giảm sâu hơn cả VNetwork luôn á các bạn. VNetwork mất 4 năm mới giảm được tới mức 0.00 mấy đó. Còn Omega chỉ mất khoảng hơn nửa năm để giảm được cái mức đó. Tuy nhiên á thì đâu phải cứ khan hiếm là sẽ có giá trị đâu. Và đó nó được chứng minh bởi Omega đó. Bây giờ dầu giảm công suất sâu nhưng giá Omega nó đảo cao. Đó, cho nên mọi người phải, mình muốn chia sẻ như vậy để mọi người hiểu cái những cái cơ chế coi chừng dễ bị nhầm lẫn với Bitcoin. Kiểu gì VNetwork chăng nữa cũng sau này cũng có rất là nhiều người sau khi mà open mainnet xong nha, xả hết một lần hoặc mua hết một lần hoặc theo kiểu như vậy, nhưng mọi người cho hết vốn luôn. Những cái người như vậy thì sẽ rất là khó mà giữ được cái số pin của mình. Vì các bạn phải lưu ý nè, pin nó sẽ có 3 giai đoạn về giá nếu như theo mình dự đoán. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn open mainnet. Cái giá open mainnet, giá lúc này nó khá là lộn xộn luôn. Đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà tìm kiếm giá, giá lúc này cũng rất là lộn xộn. Và giá lúc này á, thì cái giai đoạn này, cái chu trình nó sẽ kéo dài hơn cái giai đoạn đầu tiên của open mainnet. Để giai đoạn tìm kiếm giá, khi mà cái mức giá trị của nó dần ổn định, của pin nó vượt dần ổn định rồi, thì sẽ đi vào cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn ổn định thì giá, chính là lúc mà pin đạt được cái tầm nhìn của mình. Nó phải mất cái giai đoạn như vậy. Vậy thì các bạn phải chia cái số vốn mình ra chơi giai đoạn đầu. Các bạn có thể, nếu các bạn nghĩ pin nó có thể tăng giá cao, các bạn có thể bỏ tiền mặt của mình ra để mua, để tích trữ càng nhiều pin càng tốt. Thường các đồng coin nếu nhận những đồng coin chất lượng thì khi nào giai đoạn đầu open mainnet cái giá của nó cũng thấp hơn rất là nhiều. Như Bitcoin giai đoạn đầu chỉ không phải con máy thôi đó, và những người mà người ta mua Bitcoin giai đoạn đầu người ta mua được giá rất là rẻ, và sau này càng về sau để càng về sau nó càng có giá trị. Pin cũng như vậy. Đến giai đoạn thứ hai chính là cái giai đoạn mà bạn thường các bạn sẽ mua hoặc bán ở giai đoạn này đó, mà giai đoạn sẽ kéo dài khá là lâu đấy, vài năm, có thể là vài năm, để tìm kiếm giá trị đích thực của pin đó. Vì cái giá và cái giá trị nó phải được cân bằng với nhau. Ví dụ như cái giá nó sẽ cao hơn cái giá trị thực tế của một cái sản phẩm khi mà nó bị thổi giá đó. Còn khi mà cái giá của một sản phẩm nó chưa bằng cái giá trị của nó, ví dụ như các bạn cung cấp một cái sản phẩm nó quá tuyệt vời nhưng cái giá nó quá thấp, thì như vậy thì các bạn phải tăng giá lên. Thì chúng ta sẽ có những cái giai đoạn như vậy để cân bằng cái mức giá trị, để khi mà em thấy rằng cái giá trị của pin hiện tại nó hợp lý với cái giá đó, thì đó chính là cái lúc mà pin đi vào cái giai đoạn thứ ba, chính là giai đoạn ổn định về giá và đạt được cái tầm nhìn của mình dần dần, là trở thành đồng coin phổ biến nhất trên thế giới và nó được trao đổi hàng ngày và được trao đổi khắp nơi. Thì các chúng ta kiểu gì chăng nữa thì phải giữ được pin tới giai đoạn 3, bởi vì càng về sau nó giống như thứ rượu vậy, các bạn càng ngâm thì nó càng ngon và càng có giá trị. Cho nên phải xác định được ba cái giai đoạn của pin và các bạn phải giữ được hết ba cái giai đoạn đó ha.